Này đến hết luôn nha, tại vì rồi đến câu học phí, đến câu học phí nha, rồi hãy coi coi nó ghi chưa. Rồi bắt đầu ghi rồi. Rồi ở đây chúng ta để ý ở đây cái câu học phí này nó hơi khó một chút. Chúng ta lưu ý như vậy nè, chúng ta thấy là thầy kéo cái này lên như vậy á, thì nó đi luôn cái tiêu đề. Thì chúng ta lưu ý cho thực tế khi mà chúng ta làm việc với Excel á, chúng ta lưu ý là chúng ta muốn đóng băng cái khúc này thì chúng ta để con trỏ đây nè, chúng ta để ý thầy để con trỏ như vậy, thầy bấm vào trong View, thầy chọn vô cái chỗ này, đó, thầy chọn vô cái này nghĩa là đóng băng cái tiêu đề á. Thì chúng ta thấy là thầy kéo lên nó không có di chuyển tiêu đề, nó chỉ di chuyển cái phần dữ liệu thôi. Đó, thế nha, bấm vào đây. Đó, đó. Còn chúng ta muốn bỏ thì nó bấm vào đây cái là mất, nó di chuyển hết. Chúng ta muốn để, bấm vào đây. Đó, thì trong quá trình dạng thì thầy cũng sẽ dạng những thao tác cơ bản khác luôn. Rồi, tiếp theo đến cái phần học phí. Thì ta nhìn ở đây nha, ta nhìn ở đây cái học phí này người ta nói như vậy nè. Học phí dựa vào cái mã lớp luôn. Thật ra dựa vào mã lớp nghĩa là dựa vào ba cái từ bên trái của mã lớp á. Nếu cái từ cuối của mã lớp là một thì lấy học phí một, ngược lại nha, cái này do copy từ bên file PDF qua là lấy học phí hai, ý là như vậy. Chúng ta nhìn vô cái đề này nè, chúng ta dựa vào cái mã lớp nghĩa là lấy ba cái từ bên trái của mã lớp. Nếu cái từ cuối như này, từ cái từ cuối nghĩa là hàm right á, của cái này là bằng một á, thì mình sẽ lấy cái học phí một nghĩa là hàng thứ ba, ngược lại là lấy hàng thứ tư. Thì ở đây chúng ta sẽ viết như vậy nè, chúng ta để ý nè, phải viết từ từ nè, chúng ta coi cách viết nha. Thầy dùng hàm lookup, thầy lấy ba cái từ bên trái. Thật ra cái này giống như cái vừa rồi, cái ví dụ vừa rồi thôi. Đó, mình chọn lên cái bảng này F4 phẩy, giả sử nếu mà chúng ta lấy học phí một thôi á, ở đây nè, thì nghĩa là chúng ta lấy hàng thứ ba, số 3 nghĩa là lấy học phí lấy hàng thứ ba nha, phải không? Nếu mà chúng ta viết như vậy á thì giả sử trong đề thi nó đơn giản giống như là lấy, chúng ta lấy tên lớp nó chỉ lấy hàng hai hoặc là nó chỉ có một học phí thôi á, thì chúng ta viết ở đây là số 3 như vậy thôi. Nhưng mà do cái đề ghi như vậy này, chúng ta lại đọc đề tiếp nè, ý là xong này rồi nè, nhưng mà do cái đề nói là nếu cái từ cuối của mã lớp là một thì lấy học phí một nghĩa là hàng ba, học phí một là hàng ba nha, học phí hai nghĩa là hàng bốn đó. Đó, thì do cái đề nói như vậy nên là đây chúng ta phải, thật ra là người ta kêu chúng ta xét cái hàng, do người ta nói là nếu cái từ cuối là một thì lấy học phí một nghĩa là do vậy nên người ta chúng ta phải xóa cái hàng ở đây, chúng ta xét là nếu nè. Lưu ý là cái hàm right này hôm qua là chúng ta học rồi. Đó, lấy một cái từ bên phải nè của cái này nè, phẩy một nè. Ở đây thì chúng ta không có cần chuyển thành kiểu số. Nếu chúng ta không chuyển thành kiểu số thì ở đây chúng ta sử dụng dấu nháy kép bằng một nè, lấy hàng ba nè, ngược lại hàng bốn nè. Đó, và là nhớ là cái ở lấy thì giả sử ở đây lấy một hàng thôi. Còn ở đây hơi phức tạp một chút, nghĩa là chúng ta để ý cái này thì nguyên cái hàm if này giống như là thay cho cái hàng kết quả, nguyên cái hàm if đó giống như thay cho cái hàng kết quả đó, là lưu ý như vậy nha. Rồi bây giờ chúng ta chỉ cần kéo công thức xuống đó là xong. Thì ở đây chúng ta có thể là muốn kiểm tra cái cách này, chúng ta để ý, chúng ta bấm vào đây, bấm vào chỗ này chúng ta coi nha. Nhìn như ở đây chúng ta coi cái công thức nó chạy nè, bấm vào đây một cái nè, đó, bấm vào đây một cái này, chúng ta thấy à, lấy ba cái từ bên trái dọn đây. Chúng ta để ý ở đây nó cũng xét nè, đó, ký tự cuối của này nè, đó, hai cái bằng một không, không bằng nè, ra cái kiểu luân lý nè. Đó, nếu là sai thì lấy số số 4, nếu là sai thì lấy số 4 nè, đó là hay đây lấy số 4 đó đó nhớ nha. Và là nhớ là đây nó hơi khác một chút, nó thêm cái if ở đây. Rồi ta kéo công thức này xuống.
Rồi tiếp theo phụ cấp. Mình đọc đề coi phụ cấp ta nói gì nha. Vậy là thầy đã làm xong cái câu này rồi. Rồi phụ cấp là họ lấy là nói nè. Chúng ta để ý hôm qua chúng ta có làm một cái công thức là ít mà có n hoặc là hoặc nè. À, ở đây chúng ta thấy là nếu mà có chữ và nè. À, thì ở đây chúng ta chắc chắn là chúng ta phải dùng n. À, thì ở đây chúng ta coi nha. Bây giờ là ở đây nó có nếu thì hôm qua chúng ta nói rồi. À, nếu nè bằng nè nếu thì đó nó có chữ và lên ở đây á. À, thì lên ở đây chúng ta sẽ dùng là n. À, nếu nè này hôm qua chúng ta có làm rồi nè. Đọc đề nha. Nếu số học viên ở đây có rồi nè. À, lớn hơn bằng 30 và số học viên nhỏ hơn 40. Đó, số học viên lớn bằng 30 phẩy và số học viên nhân phải lít lại. Chúng ta không được viết viết nhỏ hơn 40, đánh số 40 như vậy là sai nha. À, phải thấy có nhiều bạn đi thi các em hay đánh từ đó. Nhỏ hơn 40 thôi nhé. Đóng ngoặc, lưu ý đóng ngoặc này là đóng ngoặc của hàm n. À, tại hàm n nó cũng là một cái kiểu luận lý, một cái điều kiện nó gộp. Hàm n nó có tác dụng là gộp nhiều điều kiện lại. Ha. Rồi, 50.000. Rồi, chúng ta đọc đề tiếp nè. Đây là kiểu ít lòng nhau á. Nếu số học viên, ở đây chúng ta thấy có nếu nữa nè. Có một cái trường hợp còn lại nữa. Ở đây chúng ta để ý ở đây nó có ba cái trường hợp thì mình sẽ dùng hai ít nhớ nha. Chúng ta có thể thuộc luôn, ví dụ như là nếu có bốn trường hợp á thì mình dùng ba ít, nếu có ba trường hợp thì mình dùng hai, nếu có hai trường hợp thì mình dùng một thôi. À, do ở đây nó có ba trường hợp rồi, một trường hợp này, một trường hợp này và một trường hợp này, nên là đây mình lại viết tiếp nè. Phải có thể viết trên đây nếu ta để ý là xong cái trường hợp đầu tiên này nè. Chúng ta đọc theo đề. Nếu mà ai chưa quen chúng ta đọc theo đề. À, đọc xong ý này rồi là mình đã làm xong ý này rồi. Ở đây là mình đang sang ý 2 nè. Đó. Rồi nếu số học viên tiếp nè. Số học viên lớn bằng 40 thì phụ cấp 100.000. Đó. Trường hợp còn lại thì không có cần viết ít nữa. Trường hợp còn lại là không phụ cấp, nghĩa là bằng không. Lưu ý là khi mình đóng ngoặc cái này á. Đóng ngoặc cái này để ý là các em thấy ở đây nó nhấp nháy màu xanh ở đây nè, ý là mình đã kết thúc hàm ít này rồi nè. À, và hàm ít này là con của hàm ít này, thì chúng ta để ý là khi đóng ngoặc ở đây nó nhấp nháy ở đây nè, nhìn nè, đó là hai chấm nháy, nghĩa là khi nó nhấp nháy ở đầu như vậy thì chúng ta biết là làm đúng rồi đó. Và chúng ta lưu ý nếu mà chúng ta có hai hàm ít thì mình sẽ có hai ngoặc ở cuối. À, nếu có hai ít sẽ hai ngoặc. À. Rồi tiếp theo cái câu này đã xong rồi, cái là thầy sẽ giảng mấy câu sau thì nó sẽ dễ. Thành tiền bằng số học viên nhân học phí cộng phụ cấp thì những câu này dễ rồi. À, không cần giảng. Số học viên nhân với học phí cộng với phụ cấp, đây là ví dụ thôi nhé. À, chúng ta muốn có hiện cái phần nâng cấp phần ngàn, chúng ta bấm vào đây. Và cái này là do cái cột đó nó nhỏ quá. À. Rồi tiếp theo mình nhìn vô đề tiếp, nó xong câu này rồi ha. Rồi tính tổng cộng các cột là số học viên phụ cấp thành tiền, thì câu này cũng dễ. Tính tổng á thì chúng ta lưu ý ở đây là chúng ta chọn một khúc như vậy luôn, để ý là thầy để con cái dấu thập lớn. Bấm vào đây nè. À, nó tự động tính tổng hết một lúc luôn. À, lưu ý nếu mà nó không hiện ra được số thì ta chỉnh ra đây nè. Cái này nó bị lỗi nè. À, chúng ta thấy ở đây nó là ngày tháng, ở đây nó bị hiện ngày tháng nè. Nếu bị lỗi như vậy chúng ta bấm vào đây. Chúng ta chọn là số. Đó. Và muốn giảm cái phần số lẻ đi là bấm vào đây nhé. Muốn tăng nè. Muốn giảm nè. Và muốn có phần dấu phẩy nè. Ờ, cái này là do cái ô này nhỏ quá, chúng ta có thể đưa con chọn đây nè. Đó. Đó, chúng ta có thể tô màu. Lưu ý nha, nếu mà bị lỗi thì nhớ là chỉnh ở đây nha. Kiểu số hoặc là kiểu accounting. À. Rồi, tiếp theo mình lại đọc đề tiếp.
câu đó xong rồi, đến câu này rồi, câu này cũng xong rồi. Rồi tính toán bảng thống kê, à đây là cái bảng thống kê mà hôm qua chúng ta có học hàm thống kê rồi đó, hàm sum ít ép á. À bây giờ thầy copy này qua đây, đó, copy qua đây, thầy bấm vô đây copy luôn. Rồi ở đây chúng ta sẽ tính toán bảng thống kê, thì chúng ta muốn tính tổng số học viên thì nhớ là hôm qua chúng ta có học hàm sum ít ép. À, nhớ là sum là vùng tính tổng, vùng tính tổng và tổng số học viên này, thì chúng ta sẽ chọn cái cột là tổng số học viên, nhớ là không chọn tiêu đề nhé. F4 phải vùng điều kiện, thì lưu ý ở đây mình đang tính theo lớp nè, ở đây có lớp nè, nên ở đây mình cái vùng điều kiện là cái vùng ở trên lớp này nè, cái tên lớp này nè. Đó. Đó, do tại sao chúng ta biết vùng điều kiện là vùng này, tại vì sao, tại vì ở dưới đây nó là lớp nè, nhớ nha, và điều kiện là một cái dòng ở bên đây nè, cái này chúng ta học thuộc công thức này thôi. Nhắc lại nha, ở đây dùng tính tổng, vùng tính tổng chính là cái cột tổng số học viên, ở đây ghi học viên mà. À, còn đây vùng điều kiện là vùng mà ở phía trên bảng này nè, nó có tên lớp nè. À, rồi điều kiện chính là một cái dòng bên phía tay trái của cái bảng thống kê này. Đó, cái này chúng ta phải học thuộc công thức. Đó. Rồi chúng ta nhìn mục là kéo này xuống. Tương tự bên phụ cấp cũng vậy, thật ra cái này chúng ta kéo ngang qua. Thì kéo ngang qua đây thì ở đây nó chưa đúng đâu, chúng ta phải sửa lại này, cái chỗ này nè. Bên đây rồi, cái khúc vùng tính tổng ở đây á. Thì kéo công thức ngang qua vùng tính tổng, hồi lấy mình tính học viên, bây giờ mình vùng tính tổng đây mình sẽ chọn là phụ cấp. Phụ cấp nha, như các thầy ghi cái này phụ cấp sai nhá. Phụ cấp. Đó. Vùng tính tổng là phụ cấp nè, vùng điều kiện vẫn là cái vùng này. Còn điều kiện chính là vẫn là cái ô đó, đó là kéo xuống. Rồi, chúng ta kéo ngang qua cái nè. Rồi, chúng ta kéo ngang qua chúng ta sửa lại cái vùng tính tổng. Tại vùng tính tổng là cột thành tiền. Đó, chúng ta sẽ chọn cột cột thành tiền. F4. À, nếu mà chúng ta thấy ở đây nó lớn quá, chúng ta có thể bấm ngay đây, chúng ta thu nhỏ xuống cho dễ nhìn. Rồi ở đây thầy coi cột thành tiền tại sao lại tính không nè. Vùng tính tổng là cột thành tiền rồi, vùng điều kiện ô này rồi. Rồi cái này chắc là do kiểu dữ liệu. Rồi do kiểu dữ liệu ở đây. À, hồi nãy chúng ta quên ở đây, khi mà chúng ta kéo công thức qua thì cái chỗ này nó thay đổi tại nó không cố định. À, lên ở đây, ta lít cho đây thôi, cái này không phải là sai đâu nhé. Rồi, tính tổng hết chỗ này, chúng ta chọn nguyên cái này luôn, ta bấm ở đây nè, là tính tổng. Đó. Rồi. Tí thầy sẽ gửi chúng ta file này luôn. À, lưu ý ở đây là chúng ta đổi cái tên file, cái tên sheet này là nhấn chuột vào rename, chúng ta đổi là đề 1, tiếp mốt chúng ta làm đề 2, đề 3 vào đây luôn. Đó, đó, bấm vào đây là chúng ta thêm sheet này, bấm vào đây thêm sheet này. À, nghĩa là một file Excel có thể là nhiều sheet luôn. Rồi tiếp theo mình đọc đề tiếp, vẽ biểu đồ thống kê 3D column. Thật ra hơn đi thi cái phần cơ bản thì chúng ta có thể vẽ tùy ý, chúng ta chọn vào đây. Chúng ta đừng có chọn dòng tổng cộng, chúng ta vào insert nè, bấm vào đây nè, đó, thấy cái 3D column, chúng ta bấm vô cái là xong vậy thôi. Ha. À, do cái dòng này phải copy qua bên từ bên quật qua nên nó bị lỗi. Nếu mà bị lỗi như vậy, chúng ta để ý như ở đây nè, cái chữ phụ cấp phải nằm trên đây nè, phụ cấp nha. Đó, nhiều khi mình copy từ bên quật qua mình hay bị lỗi lắm. Rồi mình xóa cái dòng này đi, đưa cái này lên trên. Rồi mình kẻ lại cái khung. Đó, do lưu ý là do nhiều khi là do mình copy từ bên quật qua mấy cái này nó bị lỗi, mình phải
xóa cái dòng đi và mình chỉnh lại. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh lại cái biểu đồ. Đó, ta thấy ở đây nó có chữ phụ cấp, ở đây nó bị mất cái chữ phụ cấp ha. Đó, ta lưu ý như vậy. Đó, chúng ta chọn tự động nó vẽ biểu đồ cho mình luôn. Ha. Rồi, tiếp theo. Có một câu cuối cùng nữa là thiết lập vùng in nằm ngang. Ha. À, header là chèn ngày thi, footer là chèn số thứ tự họ tên. Thì ở đây chúng ta muốn muốn chèn header footer thì chúng ta vào file layout này nè. À, chúng ta sẽ chỉnh hướng trang in nằm ngang ở đây nè. À, đó. Rồi ở đây chúng ta có thể bấm vào cái thật ra là chúng ta có thể vào trong insert, chúng ta chọn vô cái này luôn cũng được. À, đó thì đây chúng ta vào insert này, chúng ta chèn header footer nè. À, ok cái đó, chúng ta thấy tự động nó hiện ra cái phần header footer phía dưới đây cho mình nè. Đó, footer đây nè. Đó. Đó, mình có thể nhấn vào đây cái mình có thể đánh như nhìn vô đề người ta kêu cái nè, mình header mình đánh ngày thi. Đó, thì header ví dụ mình chèn ở đâu cũng được, mình sẽ vào trong, lưu ý nha, nếu mà khi mình vào insert cái mình chọn header footer ở đây nè là tự động hiện cái này, cái mình chèn ngày thi nè, bấm vào design nè, bấm vô cái này cái nó tự động nó lấy cái ngày hiện hành của mình. Rồi, footer là họ tên, mình lít xuống dưới đây nè. Đó, rồi mình đánh họ tên mình vào, lưu ý mình đánh họ tên của mình vào nha, chứ không phải mình đánh cái chữ này. Rồi ở đây khi mà chúng ta lưu ý là khi mà chúng ta chọn chế độ là header footer, insert header footer thì nó chuyển sang cái chế độ xem theo dạng này, thì chúng ta thấy nó hơi kỳ. À, thì chúng ta muốn trở lại bình thường, chúng ta vào view nè, chúng ta thấy nó chuyển sang dạng này, chúng ta chọn logo là trở lại bình thường nha, view logo. Còn cái việc chỉnh trang in sao thầy chưa nói ở đây. À, chỉnh trang in sao cho đẹp thì thầy chưa nói. Thật ra là như vậy là chúng ta luôn hơi thầy chỉ luôn. À, khi mà chúng ta muốn in một cái file Excel á, ta lưu ý nè. Khi chúng ta muốn in một file Excel á, thì chúng ta để ý ở đây đến cái đường gạch gạch này nè. Thì nhìn như vậy là chắc chắn là cái file này nó bị in sai nhau ngoài đây rồi. Thì chúng ta chỉnh làm sao? Chúng ta chỉnh làm sao mà nó gọn như một trang. À, đó thì chúng ta sẽ kéo này, kéo cho nó gọn vào trong một trang thôi. Đó, là kéo mấy cái này gọn, nghĩa là chúng ta kéo từ từ. Ta kéo từ từ vào. Đó. Rồi, thầy sẽ chỉ chúng ta cách in làm sao cho gọn luôn. Thì đầu tiên chúng ta muốn thiết lập trang in của Excel ha. Thì lưu ý đối với Excel nha, tôi muốn thiết lập trang in Excel, chúng ta chọn cái vùng cần in nè. Đó, giả sử in tới đây. À, muốn thiết lập trang in Excel nha, chúng ta ghi lại luôn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ chọn cái vùng cần in. Đó, đừng có chọn dư nha, tại đây thầy cái con chuột của mấy thầy nó đang có vấn đề nên là nó bị nhảy. Đó, chúng ta có thể chọn, thật ra là chúng ta có thể giữ phím shift cũng được. Nhưng mà đây thầy đó, giả sử chọn cái đây. À, chúng ta vào trong file layout, lưu ý thiết lập trang in cho Excel nó hơi khác nha. Chúng ta bấm vào đây. Chúng ta chọn như cái này, ghi chú lại thiết lập trang in cho Excel. Đó, thì chúng ta thấy ở đây nó dạng như vậy. Chúng ta có thể xem trang in trước, chúng ta vào file print. Đó, chúng ta thấy ở đây trang 1 nè, thấy không, có header nè, trang 2 nè, tự nhiên trang 3 nó bị như vậy là bị có vấn đề nè. Rồi đó, nên khi mà bị như vậy thì chúng ta lưu ý là chúng ta để ý là đây có đường gạch gạch nè, thì đây là một trang nè, đây là trang 2 nè, và đây là trang 3 nè, nên trang 3 nó bị như vậy nè, trang 4 nè. Đó, thì như vậy là sai, thì chúng ta phải chỉnh làm sao cho nó gọn lại cái này, cái này chúng ta có thể chỉnh nó gọn lại. Nhưng mà trong trường hợp mà khi mà chúng ta kéo lại nó bị như vậy á, thì chúng ta lại có thể giảm tỷ lệ in ở đây nè, file layout giảm tỷ lệ in xuống một chút. Đó, chúng ta thấy giảm tỷ lệ in xuống một chút là nó gọn vô rồi nè. Đó, và chúng ta có thể chỉnh cái này, nghĩa là chúng ta chỉnh làm sao cái này nó thành hai trang rồi, chúng ta xem cho in nè. Đó, nên ta thấy ở đây nó có hai trang thôi, thấy không? Đó, trang 1, trang 2. Nhớ nha, chúng ta muốn in trong Excel thì nhớ là, nhắc lại lần nữa là chúng ta sẽ chọn cái vùng mình in. Chúng ta có thể chọn khỏi bị chạy. Muốn chọn khỏi bị chạy, để con chọn ở đây nè, chúng ta di chuyển xuống giữ phím shift. Giữ phím shift, cái bấm vô cái này là tự động nó chọn dưới đây nhìn. Đó, nhớ là vào đây, chọn như cái này. Rồi sau khi chọn xong cái này xong, cái mình coi nó có gọn chưa thì mình chỉnh cái này. Mà trong trường hợp mà mình chỉnh mấy cái này mà không được á, thì mình nhớ là mình giảm tỷ lệ in ở đây, file layout.
giảm tỷ lệ in ở đây nè. Đó, ta thấy 100% là bị dư nè. Nhưng mà nhớ là giảm, giảm ít thôi, đừng có giảm nhiều quá. À, rồi bây giờ mọi người sẽ làm xong bài đó và tiếp tục cái trang in giống như thầy vừa làm.